Ừ, gì đấy? Ôm em. Anh xem em, em thấy bên anh là tôi quen với mấy con lạc lạ. Hôm nay là em vào trong này là độc nhất vô nhị luôn. À, có nghĩa là hôm nay cho anh ra thẩm thử xem là ok. Em xem trên TikTok của bên anh là toàn có thẩm định những cái dòng xe độc nhất vô nhị ở Việt Nam đúng không? Vâng. Là có 102 đúng không? Đúng. Con này hãng tên là gì đấy? Anh thử đoán em con này tên là gì? Vianlit ạ. À? Con này Vianlit đúng không? Phải ơi. Con này không phải Vianlit. Con này gọi là khung này là khung hãng xe Buffett tên. Buffett anh ạ. Buffett thì Buffett sao này? À cái này dán ạ. Cái này là gọi là phông bạt thôi. À, dán nào phông bạt à? Còn nguyên bản của nó rim là hãng tên là gì? Buffett anh ạ. Anh cứ lên mạng tra. Buffett à? Khung Buffett là khung Buffett. Khung Buffett gì? Mã mã. Con này là em mua lâu chưa? Con này là em đặt về là em thiết kế này thôi. Mua lâu rồi anh ạ. Con này nếu như là cái nguyên bản của Buffett của nó T1 thì là đời đời lâu lắm rồi đúng không? Lâu lắm rồi anh ạ. Đâu phải tầm chục năm đúng không? Vâng. Cô đấy là ok, con này thì hôm nay anh thẩm nó thì nói chung giá chỉ tầm xung quanh 20 thôi, bởi vì hàng limited hơn chục năm rồi. Còn anh ơi, con này người ta chụp lại chụp thế nào? Ừ. Con này của em là tất cả đều là gần như là full carbon hết anh ạ. Full carbon hết anh cứ xem lại với em cái. Full carbon, carbon này. À còn gì carbon nữa? À đây. Ghi đông cảm carbon này. Ghi đông cảm carbon. Yên carbon này. Yên carbon. Đầu yên. Đầu yên cũng carbon luôn, yên carbon luôn. Vành carbon này. À vành carbon. Có mỗi nghe đá nhỉ, carbon này, carbon này, carbon rất chất này. Có mỗi cái bì đĩa carbon luôn. Bì đĩa này con. Còn vô tăng này. Cô tăng cũng không phải các bạn, mỗi người là cô tăng rồi, còn lại là full carbon. Nhưng mà theo anh con này thì mua đời đời cũ hàng chục năm rồi, nó chỉ ơi. Ra đấy thôi. Pin này nhá, vòng pin này là hiện tại là ở shop không có đâu. Thì em gửi lại thông tin, nếu như anh tìm được thì anh sẽ gọi em đến thay nhá. Rồi. Ok anh nhá. Có anh liên hệ em nhá. Ok. Rồi. Okay.